Mua điều hòa không cục nóng, nhận quạt kém chất lượng. Nhiều người mua thiết bị làm mát được quảng cáo điều hòa hoạt động không cần cục nóng với giá từ 300.000 đồng, nhưng lập tức bỏ xó sau khi nhận hàng. Hoàng Oanh, sinh viên tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, cho biết do thuê phòng trọ nhỏ, cô không tiện lắp điều hòa. Thấy trên mạng xã hội xuất hiện quảng cáo về điều hòa không cục nóng, cô đã mua một chiếc hiệu Xiaxi về dùng thử với giá 359.000 đồng. Thiết bị này được quảng cáo có thể làm mát và hạ nhiệt độ phòng xuống 20 độ C. Để chắc chắn, Oanh nhắn tin trực tiếp cho cửa hàng và được khẳng định thiết bị giảm nhiệt độ gần tương đương. Oanh nhận được sản phẩm từ một nhà cung cấp nước ngoài. Thiết bị có kiểu dáng giống cục mát điều hòa nhưng sử dụng vỏ nhựa ọp ẹp, ngoại hình sơ sài, kích thước 40 x 15 cm và nặng chưa đến 500 g. Phía trước là bảng điều khiển, màn hình LED hiển thị số, kèm remote 5 nút bấm. Phía dưới là khe để luồng gió thổi ra. Điều tôi cần nhất là khả năng làm mát lại không có. Nó như món đồ chơi, chỉ thổi gió nhẹ, đứng xa hơn 1 mét là không cảm nhận được dù tăng tốc độ lên mức cao nhất, chị chia sẻ. Oanh nhờ một người bạn mở thiết bị và thấy bên trong chứa 2 chiếc quạt nhỏ cùng bảng mạch, không có bất cứ hệ thống làm mát nào khác. Việc đổi trả phức tạp, tốn thời gian, giá trị không cao, trong khi chiếm diện tích phòng nên tôi đã cho người thu gom rác, cô nói. Trên một số trang thương mại điện tử, điều hòa không cục nóng đang được giao bán nhiều với giá từ vài trăm nghìn đến 1,5 triệu đồng. Thiết bị đa dạng thiết kế, tương tự cục mát điều hòa hoặc dạng đứng như quạt điều hòa, thuộc thương hiệu lạ như Xiaxi, Sihe, Kemidi, Taidu. Một số mẫu quảng cáo có tính năng sưởi và làm mát song song, chạy điện lưới hoặc tích hợp pin để không phải gắn cố định. Một số sản phẩm hiện thu hút hàng trăm lượt mua, nhưng đa số bị người dùng đánh giá 2 sao vì hiệu quả làm mát thấp, kém cả quạt điện giá dưới 200.000 đồng.